Thầy chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập giữa học kỳ 1 phần hình học toán lớp 7. Chúng ta vào bài học nhé. Chúng ta cần nhớ những kiến thức sau đây. Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Tiền đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song, định lý. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào các ví dụ cụ thể. Các em hãy chọn cho mình một câu trả lời đúng. Câu số 1. Để làm câu này, các em có thể dừng video lại. Sau đó hãy chọn cho mình một đáp án đúng. Ta tiếp tục xem và kiểm tra coi đáp án của mình đúng hay sai. Chúng ta giải bài này nhé. Đề bài là khẳng định nào sau đây là đúng. Chúng ta có 4 khẳng định. Chúng ta quan sát, đây là khẳng định của hai góc A1 và góc A3. Và câu B và câu A. Khẳng định ở câu C là quan hệ giữa góc A1 và góc A2. Câu D cũng là góc A1 và góc A2. Vậy khi chúng ta nhìn vào hình, góc A1 và góc A3 chúng ta thấy là ngược hướng nhau. Và mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Cho nên góc A1 và góc A3 có quan hệ là hai góc đối đỉnh. Vì thế góc A1 sẽ bằng góc A3. Tiếp tục, mối quan hệ giữa góc A1 và góc A2 như thế nào? Chúng ta thấy đây là hai góc sát bên cạnh nhau và nó có một cạnh là tia đối của một cạnh của góc kia. Hai góc này cộng lại ra góc bẹt, cho nên hai góc này gọi là hai góc kề bù. Tổng số đo của hai góc này chính là 180 độ. Dựa vào đây, chúng ta có thể trả lời đó chính là đáp số đúng là câu A. Câu số 2. Chúng ta sẽ giải bài này nhé. Câu số 2 hỏi là đường thẳng D vuông góc với AB khi nào? Chúng ta có 4 đáp án ở đây. Vậy thì chúng ta thấy rằng định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng D muốn vuông góc với đường thẳng AB thì phải thỏa mãn điều gì? Đó chính là đường thẳng D nó phải cắt đường thẳng AB và phải tạo ra có một góc là một có một góc là 90 độ. Đề bài chúng ta thấy rằng góc DMB đã 90 độ rồi. Vì thế, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng. Ở đây chính là đáp án D. Câu số 3. Chúng ta sẽ giải câu này sau đây. Đề bài hỏi là đường thẳng D là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi nào? Như vậy chúng ta nhớ lại kiến thức. D là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu nó thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, D nó phải vuông góc với lại đoạn thẳng AB. Thứ hai, D phải đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB. Trong trường hợp này, trung điểm của mình là điểm M. Vì thế, đoạn AM phải bằng MB. Vậy, dựa vào các đáp án, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng, đó là đáp án D. Câu số 4. Ta giải bài này sau đây. Câu 4 hỏi là gì? Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng A, chúng ta có bao nhiêu đường song song với đường thẳng A nhỏ? Đây chính là tiên đề Euclid. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng,
chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Vậy thì chúng ta tìm coi đáp án nào là đúng nhất. À, ở đây chúng ta thấy rằng cái từ duy nhất đó chính là chỉ có một. Vậy thì đáp án đúng chúng ta chính là đáp án B. Câu số 5. Ta sẽ làm bài này sau đây. Đề bài yêu cầu là khẳng định nào sau đây là đúng. Chúng ta quan sát ở hình có hai đường thẳng và một đường thẳng thứ ba. Các hai đường thẳng này, kiến thức chúng ta cần ghi nhớ ở đây chính là các góc tạo bởi một đường thẳng, các hai đường thẳng bao gồm góc đồng vị, so ra trong và trong cùng phía ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem mối quan hệ giữa các góc ở trong đề bài. Đầu tiên, chúng ta xem mối quan hệ giữa góc A1 và góc B1. Góc A1 chúng ta quan sát thấy là góc này ở bên trên và bên trái, nằm bên ngoài giữa hai đường thẳng này. Góc B1 lại là góc nằm bên trong, nằm bên phải và nằm phía trên. Vậy thì chúng ta thấy là hai góc này nó không có mối quan hệ gì cả. Thứ hai là góc A2 và góc B1. Góc A2 là góc nằm ở bên trong và nằm ở bên phải. Góc B1 cũng nằm bên trong luôn. À, như vậy nó có sự giống nhau rồi đó. Nằm bên trong và cũng nằm bên phải luôn. Vì khi cùng nằm bên phải và cùng nằm bên trong, cho nên hai góc này là ở phía trong và nó cùng phía. Tiếp tục ta xét mối quan hệ giữa góc A1 và góc B2. A1 là góc nằm ở bên trên, bên trái. Góc B2 cũng là góc nằm bên trên, bên trái. Vậy nó có sự tương đồng rồi. Cùng ở trên, bên trái. Cho nên hai góc này là hai góc đồng vị. Tiếp tục ta xét góc A2 và góc B2. Góc A2 là góc nằm ở bên trong, bên phải. B2 là góc nằm bên trong, bên trái. Như vậy cùng là ở bên trong và nó ngược hướng nhau. Như vậy đây chính là hai góc so le trong. Vậy thì chúng ta dựa vào đâu để tìm được đáp án đây? À, chúng ta thấy rằng đáp án đúng của mình chính là đáp án C. Câu số 6. Câu này liên quan đến kiến thức gì các em? Một đường thẳng, các hai đường thẳng song song thì sao? À, đây là kiến thức tính chất hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng, các hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau và hai góc trong cùng phía bù nhau. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta chính là gì? À, chính là đáp án A. Câu số 7. Câu 7 hỏi về kiến thức gì nè? Cho đường thẳng C, cắt hai đường thẳng A và B. Khi nào A song song với B? Khi chúng ta nghe hỏi câu này, khi nào A song song với B chính là hỏi về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì A sẽ song song với B. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì đây? À, đó chính là đáp án B. Câu số 8. Đây là một câu tính số đo góc. Chúng ta quan sát thấy đề bài cho đây là hai đường thẳng cắt nhau và người ta cho đề bài là góc A1 bằng 37 độ. Yêu cầu tính góc A2 và góc A3. Vậy thì để tính góc A2 và góc A3 thì ta phải dựa vào góc nào? À, đó chính là góc A1. Ta giải sau đây. Đầu tiên chúng ta thấy góc A1 và góc A2 ở vị trí gì?
À, em thấy là hai góc này ở vị trí sát bên cạnh nhau và tổng số đo của nó chính là góc bẹt. Đây chính là hai góc kề bù. Chúng ta khai số đo góc A1 vào là 37 độ. Từ đó chúng ta tính dễ dàng góc A2 sẽ là 180 độ trừ 37 độ và kết quả góc A2 là 143 độ. Chúng ta tính góc A3. A3 có thể dựa vào góc A2 hoặc góc A3 có thể dựa vào góc A1. Và như vậy chúng ta thấy rằng góc A1 và góc A3 ở vị trí như thế này là vị trí đối đỉnh, vì mỗi cạnh của góc A3 là tia đối của một cạnh của góc A1. Và tính chất của hai góc đối đỉnh thì góc A1 và góc A3 sẽ bằng nhau. Vì thế, do góc A1 bằng 37 độ nên góc A3 bằng 37 độ. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là gì đây? Đó chính là câu D. Câu số 9. Đây là một câu tính số đo góc. Đề bài cho chúng ta là đường thẳng A song song với B. Và góc B1 là bằng 129 độ. Yêu cầu tính góc A2 và góc A3. Vậy thì tính hai góc này dựa vào góc nào? Đó chính là góc B1. Đầu tiên chúng ta sẽ tính góc A2. Các em quan sát thấy góc A2 và góc B1 ở vị trí gì? Và chúng ta thấy hai góc này đều ở nằm ở bên trong của hai đường thẳng A và B. Và góc A2 nằm bên phải, góc B1 cũng nằm bên phải. Vậy thì nó là cùng phía. Cho nên hai góc này là hai góc trong cùng phía. Vì thế, theo tính chất của hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía thế nào? À, hai góc trong cùng phía sẽ bù nhau. Cho nên tổng số đo của chúng sẽ là bằng 180 độ. Các em chú ý, khi mình ghi biểu thức thì mình phải ghi là hai góc trong cùng phía hoặc là trong cùng phía cũng được. Và chúng ta chụp phải ghi A song song với B. Tiếp theo, chúng ta sẽ thay số đo góc B1 vào là 129 độ. Từ đó chúng ta tính được góc A2 là 51 độ. Bây giờ chúng ta sẽ tính góc A3. A3 chúng ta cứ dựa vào góc B1. Nếu không dựa vào góc B1 được thì chúng ta sẽ dựa vào góc A2 vừa tính. Chúng ta quan sát thấy góc A3 là cũng ở bên trong và nằm bên trái. Góc B1 là góc ở bên trong và nằm bên phải. Vậy thì nó là so le trong. Vậy thì tính chất của hai đường thẳng song song thì hai góc so trong sẽ như thế nào? À, hai góc so le trong nó sẽ bằng nhau. Và như vậy do góc B1 là bằng 129 độ nên góc A3 một là bằng 129 độ. Vì thế chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng chính là D. Câu số 10. Câu này khá là dài. Câu này liên quan đến kiến thức gì? À, chúng ta quan sát. Đây là một phát biểu định lý. Định lý phát biểu dưới dạng nếu thì. Vậy thì yêu cầu chúng ta sẽ xác định giả thiết kết luận của bài toán như thế nào? Chúng ta nhớ rằng nếu mà một định lý không phát biểu dưới dạng nếu thì phần giữa nếu và thì nó sẽ là giả thiết. Phần sau chữ thì nó sẽ là kết luận. Do đó, giả thiết chúng ta sẽ là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. Còn kết luận là nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Do đó, chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu số 11. Đây là một câu quen thuộc với mình. Các em quan sát. Đây là một câu nằm trong các tính chất của từ vuông góc tính song song. Và nếu bạn nào phát hiện ra các giả thiết ở đây là cho đường thẳng A vuông góc với đường thẳng B, đường thẳng A cũng vuông góc với đường thẳng C. Và từ đó các em có thể chọn được cái đáp án đúng của mình.
Đó chính là đáp án D. Chú ý kết luận của mình chính là đường thẳng C sẽ song song đường thẳng D. Câu số 12. Đây là một câu sắp xếp thứ tự để tính gốc B1. Chúng ta thấy đề bài cho đường thẳng A và B vuông góc với nhau, đường thẳng C và A vuông góc với nhau. Cho góc C1 là bằng 120 độ. Yêu cầu tính góc B1 và chúng ta sẽ tính góc B1 theo các gợi ý sau đây. Vậy thì để làm bài này, rõ ràng là chúng ta sẽ tính góc B1 dựa vào góc C1 và chúng ta quan sát thấy hai góc này là ở vị trí trong cùng phía. Vậy thì hai góc trong cùng phía như thế nào? Hai góc trong cùng phía sẽ bù nhau nếu có tính chất của hai đường thẳng song song. Vì thế, chúng ta có đường thẳng B song song với đường thẳng C chưa? Như vậy chúng ta chưa có. Cho nên, đầu tiên chúng ta phải chứng tỏ rằng đường thẳng B song song với C theo cách nào? Như vậy chúng ta có thể dựa vào tính chất từ vuông góc đến song song. Ở đây, đó chính là đường thẳng B và C cùng vuông góc với A, cho nên B song song với lại C. Ý này sẽ là viết đầu tiên, ý số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ tính số đo góc B1 và góc C1 dựa vào biểu thức trong cùng phía. Đây chính là vị trí thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ thay số đo vào, đó chính là vị trí số 1. Và cuối cùng chúng ta sẽ tính, đó chính là vị trí số 2. Cho nên đáp số đúng của chúng ta chính là đáp án D. Câu 13. Đây là một câu tính số đo góc. Các em quan sát, người ta cho góc A1 và góc B1, yêu cầu tính số đo góc AOB. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào đâu để tính góc AOB? Chúng ta sẽ dựa vào góc A1 và góc B1. Các em quan sát thấy góc A1 và góc AOB có vị trí gì không? Nó ở vị trí gì? So le trong. Vậy thì góc A1 có bằng góc AOB không? Không bằng được các em ơi. Vì OB không có song song với đường thẳng A. Như vậy thì bạn nào mà ghi là góc A1 bằng góc AOB vì so le trong là mình sẽ bị sai. Hoặc là bây giờ tính dựa vào góc B1 được không? Thì chúng ta thấy góc B1 và góc AOB ở vị trí gì? Chúng ta thấy đây, nó vị trí chữ U là trong cùng phía. Vậy thì trong cùng phía có bù nhau không? Cũng không luôn các em. Vì AO này không có song song với B. Cho nên bạn nào ghi là góc AOB cộng góc B1 bằng 180 độ thì chúng ta lại vẫn bị sai tiếp. Vì thế ở đây chúng ta cần giải bằng cách chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đường đi qua ô và song song A và B. Chúng ta sẽ giải sau đây. Qua ô, chúng ta sẽ vẽ đường thẳng C song song với A. Và do đường thẳng A và B song song với nhau, cho nên ba đường thẳng này song song luôn. Góc AOB bây giờ nó sẽ chia ra làm thành hai góc ô nhỏ là góc
AOC lấy góc O1 này, và góc COB chính là góc O2. Vậy bài toán tính góc AOB sẽ đưa về bài toán tính góc O1 và góc O2. Tính góc O1 thì như thế nào? À, chúng ta sẽ dựa vào góc A1. Ở đây là hai vị trí rất đơn giản, chữ Z nè. Đó chính là hai góc soi le trong. Vậy thì hai góc này sẽ bằng nhau. Góc O1 bằng góc A1 soi le trong. A song song với C. Và góc A1 là bằng 30 độ. Cho nên là góc O1 của mình cũng là 30 độ. Tiếp theo, tính góc O2 thì ta thấy là góc O2 với góc B1 tạo ra chữ U. Đó chính là hai góc trong cùng phía. Vậy thì tổng số đo của chúng sẽ là 180 độ trong cùng phía B song song với C. Suy ra góc O2 sẽ là lấy 180 độ trừ cho góc B1 là bằng 60 độ. Vì thế, chúng ta tính được góc AOB là tổng số đo của góc O1 cộng góc O2. Vậy thì góc AOB sẽ là 90 độ. Đáp án đúng của mình là đáp án C. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có kết quả tốt trong kỳ thi giữa học kỳ 1. Thầy chào tạm biệt các em.